Rễ cây phân tán khá dễ dàng ở vùng nhiều đá và thoát nước tốt. Hơn nữa, cây găm trắng có xu hướng mọc thành từng khóm lớn. Chúng giúp chống lại các hiện tượng thiên nhiên như vòi rồng hay bão dễ dàng hơn. Rễ của nhiều loài cây gần nhau được nối lại qua quá trình ghép cây. Nghiên cứu ở Puerto Rico chỉ ra rằng đây là một hiện tượng bình thường. Những giống cây ghép thường cao hơn và có lá nhỏ hơn cây găm. Thân cây găm trụi lá đến vài mét và bị bao phủ bởi một lớp vỏ từ nâu nhạt đến xám. Lớp vỏ mỏng và nhẵn đóng vẩy tạo ra một vẻ ngoài xù xì. Trên thân cây có vài vết sẹo, ở đó nhựa cây đông đặc lại. Chỉ khi vươn lên cao, cây mới được chia ra thành những tán dài và khỏe. Trông cây như đội một chiếc vương miện xanh lá cây vĩnh cửu, vì cây găm không thay lá. Thực vật họ dứa rất thích bám vào những cành cây to khỏe này. Những loài thực vật biểu sinh như thế, đặc biệt là những loài sống bám vào các cây khác, chỉ là để giữ nước mưa và sương. Chúng không phải là thực vật ký sinh vì chúng không lấy thức ăn từ vật chủ. Một nhánh lá cây găm gồm từ 5 đến 7 lá hình elip lớn mọc đối diện nhau. Cuống lá thường nhỏ và ngắn, trừ lá đầu nhánh có cuống dài hơn một chút. Lá cây có mùi hơi khó chịu khi bị vò nát. Mỗi lá có từ 6 đến 9 cặp gân lá tỏa ra từ phần cuống. Cây găm là loài cây đơn tính, chúng chỉ nở hoa đực hoặc hoa cái. Cây găm thường ra quả trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Quả có hình giống như quả trứng gà nhưng lại nhỏ như quả ô liu. Trong quả có hạt cứng, màu xanh khi còn non và màu tím khi chín. Mỗi quả chỉ có một hạt. Cây găm lớn chậm hơn các loài thực vật nhiệt đới khác. Loài cây này phân bố chủ yếu ở những vùng đồi dốc với không gian rộng. Lá non có thể dài ra 16cm trong 4 tháng. Trong 8 tháng đầu tiên, hầu hết các cây con sẽ bị chết. Chúng bị che phủ bởi lá lớn hoặc cây dây leo hay héo khô vì hạn hán. Những cây còn lại sẽ mọc cao đến 3 mét khi chúng được 9 tuổi. Je crois qu'il a été honoré.
Trong lịch sử, tôi nghĩ người ta đã tôn vinh loài cây này bằng cách khai thác và sử dụng chúng. Gỗ loài cây này được dùng để đóng thuyền rất tốt. Ngày nay, tôi không nghĩ là người ta còn nhớ về khía cạnh khác của cây gặm nữa. Dù nó vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Cây gặm gần như đã bị xóa sổ khỏi Martinique và Guadeloupe vì nhiều lý do như số lượng lá non ít hay tốc độ sinh trưởng chậm. Nhưng lý do lớn nhất là sự khai thác bừa bãi trong thời kỳ thuộc địa, khi gỗ của cây gặm trắng bị tiêu thụ với số lượng lớn và gần như bị tuyệt chủng. Nguyên nhân khiến hệ sinh thái của vùng Anti thuộc Pháp bị phá hủy không phải là sự khai thác của người Anh điên hay những đợt phun trào của núi lửa Pele, mà chính là sự khai hoang của dân di cư, vì họ lấy gỗ làm thuyền trong đợt xâm lấn đầu tiên. Những cây to thường sống ở vùng địa hình thấp nên chúng dễ bị khai thác hơn. Vào năm 1665, những cây to đã hoàn toàn biến mất, dẫn đến sự diệt vong của loài cây này.